Tập 49. Hình như em đã yêu anh ấy thật rồi. Vậy còn anh ta? Anh ta có yêu em không? Em không dám chắc. Nhưng em cảm thấy những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là con tim em giờ đã không còn ở chỗ anh nữa. Em biết, rất nhiều người đều cho rằng em không phải cô gái tốt. Nhưng em muốn để anh biết, Lâm Khải, khi em ở bên anh là em thật lòng. Trước giờ em chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương anh, phản bội anh. Chỉ là em không yêu anh. Anh đừng như vậy, Lâm Khải. Em thà rằng anh hận em, chửi em, em cũng không muốn lừa dối anh. Em càng không muốn như lúc này ở bên nhau mà cũng như không. Em xin lỗi. Chúng ta như vậy đi. Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cửa xe ngoài kia, phong cảnh đổi lại thành biển. Những gốc hoa nở bên đường trắng thuần khiết không còn nữa. Đếm những nhịp đập trái tim, sợ bị hồi ức chôn vùi. Tương lai bạc bẽo đó, em không dám gỡ nó ra. Nhẹ nhàng rời đi, chú trọng đến phút cuối. Đã từng có tâm thế cười, không còn nữa. Tình yêu giống như sự tồn tại trong suốt, che phủ, như không khí không có nơi tồn tại, không cách nào tránh được. Ai không nên nước mắt rơi xuống? Không đoán thử xem giây sau đối thoại, có lẽ tình yêu vẽ nên hồi ức mới có thể giữ nó lại. Cho đến giờ em mới hiểu ra, quá ỷ lại. Như những hình bóng đó, những sắc màu anh dành cho em. Anh đừng ngơ ngẩn thêm nữa. Đừng đợi cũng đừng quay lại. Còn em, nhìn thêm lần nữa, rồi sẽ rời đi.
giám đốc Giang. Lái xe tiểu vệ đã đến hầm xe rồi. Đang làm từ từ xuống, không vội. Cô không nghe điện thoại, không trả lời WeChat. Cô tưởng tôi không dám đến tìm cô sao? Anh tìm tôi làm gì? Cơ quan công an đang đi thu thập chứng cứ. Tôi và danh sĩ đã tan tành rồi. Liên quan gì đến tôi? Chuyện này từ đầu đến cuối đều là do anh tự mình chuốc lấy. Anh hại tôi mất khách hàng lớn. Sứ bột tiểu lực sĩ, hoàn cảnh hiện giờ của tôi ở Niel, anh có biết không? Cô đừng quên là lúc đầu nếu không phải tôi cố ý tặng cho cô hai khách hàng lớn đó, cô có thể dễ dàng trở thành người hợp tác với họ sao? Anh đừng quên là lúc đầu chính tôi đã giúp anh lật lại thế cờ với Giang Diễn Bằng. Đó là giúp tôi sao? Là cô. Chính cô giúp cô thôi. Trước đây tôi cũng đã cảnh cáo cô, đừng tranh tiểu lực sĩ với tôi. Kết quả cô vẫn không nghe, gây nên kết cục như hiện tại. Nếu cô không giúp tôi sẽ đi nói với Giang Đạt Lâm và để triết ngay bây giờ rốt cuộc là ai đã bán đứng Giang Diễn Bằng. Tôi muốn xem cô còn tiếp tục ở DL đến khi nào. Tôi không biết cô dùng cách gì, nhất định phải để tiểu lực sĩ nhỏ rút đơn kiện trước khi vụ án chính thức được thẩm lý. Anh đang đùa đấy à? Giờ Diêu đã chấm dứt hợp đồng với tiểu lực sĩ, tôi làm gì có bản lĩnh lớn như vậy? Tất nhiên là cô có. Lúc đầu tôi cũng không tin là cô có thể lật được thế cờ với Giang Diễn Bằng. Chẳng phải cô đã làm được sao? Giờ có thể giúp tôi chỉ có cô thôi. Tôi hứa với cô, sau chuyện này tôi thực sự sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô. Nếu vậy thì lưới đứt cá cũng chết. Để tôi nghĩ xem. Được thôi, tôi cho cô thêm thời gian. Nhưng cảnh sát có cho tôi thời gian không? Cái này không nói được. Vậy nên cô tốt nhất hãy nghĩ nhanh lên. Biết rồi. Mệt cả ngày rồi, cuối cùng cũng được tan ca. Khi nào anh sẽ trở lại giúp em đây? Em mệt sắp chết rồi. Em đang nói chuyện với anh đấy. Em nói gì? Em nói khi nào anh sẽ về đi yêu. Anh không phải không định trở lại nữa đấy. Cho dù anh trở lại cũng không thể về ngay bây giờ. Em nghĩ mà xem, mấy người như Thư Tình đá anh ra, giờ anh quay về, không phải là đánh vào mặt họ sao? Chẳng lẽ em còn muốn mở công ty vợ chồng thật sao? Có phải có công ty khác lôi kéo anh rồi không? Cho dù có công ty khác lôi kéo anh, em nghĩ còn con bài nào có thể thu hút em hơn anh không? Cũng phải. Thực ra không có anh ở DL, có những chuyện sẽ tiện làm hơn. Chuyện gì? Em còn nhớ không? Trước đây bố em nói, người hãm hại ông ấy rất có thể là người trong nội bộ DL. Người đó ngày nào còn chưa điều tra ra, anh không thoải mái trong lòng ngày đó. Nhưng không có chút manh mối nào hết, điều tra thế nào? Cũng không hẳn. Anh đã phát hiện gì sao? Vừa nãy anh nhìn thấy Diên Túc đến tìm Thư Tình. Diên Túc? Ông ta tìm Thư Tình làm gì? Anh nghi ngờ Thư Tình. Chỉ là anh cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Vậy hay là chúng ta thử điều tra xem. Không phải chúng ta, là anh.
Thư Tình là người hợp tác với Điều. Lỡ như chuyện em điều tra cô ta bị phát hiện, sau này sao có thể cùng nhau làm việc được nữa. Vậy nên chuyện này hãy để cho anh toàn quyền xử lý. Mời vào. Khách sạn 5 sao đúng là rất khác. Bố trí cũng lãng mạn. Ngồi đi. Uống chút rượu không? Nào. Chúc mừng anh. Chuyện của Tiểu Lực Sĩ cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Có thể thở vào rồi. Được, cảm ơn em. Anh uống nhanh vậy làm gì chứ? Sao vậy? Không có gì. Chỉ là đã lâu chưa từng căng thẳng đến vậy. Thật ra em cũng rất căng thẳng. Em và Bunny, chúng em chia tay rồi. Tiết Nghĩa, em muốn nói với anh chuyện này. Em nói đi. Em chia tay rồi. Cô ấy đã thích Tiết Nghĩa. Em hiện tại đang tự do, cũng có tư cách tiếp nhận tình cảm mới. Thế nên chúng ta đừng thăm dò lẫn nhau nữa. Em chỉ muốn biết rốt cuộc anh có yêu em hay không, có muốn ở bên cạnh em không. Anh không cần thương hại em. Em hiểu mà. Bunny có quyền lựa chọn người cô ấy yêu. Em không trách cô ấy, chỉ là có chút đau lòng. Còn nữa, có chút gì đó tổn thương lòng tự trọng. Quá lâu chưa được gặp anh rồi, rất nhớ anh. Hơn nữa Tina giờ cũng đang rất nhớ bố nó.
chào Daddy, khi nào bố mới về với con? Con rất nhớ bố. Không lâu trước đây em có một cuộc phẫu thuật viêm ruột thừa. Em thấy chuyện tiểu lực sĩ nên em không muốn gây phiền phức cho anh nữa. Bunny, nếu như là trước đây em hỏi anh như vậy, anh sẽ trả lời em. Nhưng mà bây giờ thì sao? Anh phải về Mỹ rồi. Tình yêu vốn là một sự lựa chọn. Có lúc cười thì cũng có lúc khóc, rất bình thường. Đừng nản lòng. Nhất định có một cô gái vô cùng hợp với cậu, đang đợi cậu. Không sao đâu. Nếu như anh đồng ý, em có thể đi cùng anh. Khả năng ngoại ngữ của em không có vấn đề mà. Tôi sẽ không đưa em đi. Bởi vì nơi đó có người đang đợi tôi. Vợ của tôi. Còn có con gái của tôi nữa. Em định rời khỏi Thượng Hải. Lần này đến là muốn tạm biệt anh. Bố và dì em đang đi lặn ở Palau. Khi nào họ về, nói cho họ một tiếng giúp em. Cậu ra ngoài du ngoạn à? Cậu đến Trung Quốc để du lịch mà. Cậu cứ coi Bunny là một đoạn nhạc đệm cho cậu trong hành trình của cậu. Bunny, thật ra tôi không cao thượng gì. Lúc mới đầu khi tiếp cận em, vốn tôi không có ý tốt. Tôi mời em đi ăn, mua đồ cho em, để em làm người đại diện cho dự án. Tất cả mọi điều chính là vì ngày hôm nay. Tôi thừa nhận tôi bị ổi, vô liêm sỉ, đê tiện. Trung Quốc đất rộng, phong cảnh như tranh, đáng để cậu đi khắp nơi chiêm ngưỡng thưởng thức. Nhưng phải nhớ, cho dù cậu đi đến đâu thì cũng đừng quên nhắn tin cho tôi. Thực ra em không muốn đi. Em rất thích Thượng Hải. Nơi này có người nhà của em. Có người anh là anh. Còn có tình yêu của em. Nhưng ngay vừa rồi tôi đã phát hiện tôi thật sự không làm được. Trung Quốc có câu nói, nước mắt nam nhi không dễ rơi, chỉ vừa chưa động đến nỗi đau thực sự. Lúc trước tôi đã từng làm tổn thương một cô gái yêu tôi. Cô ấy trông rất giống em. Tôi nói với cô ấy, đợi anh sẽ quay lại. Nhưng tôi đã nuốt lời. Cho nên hôm nay tôi sẽ không làm tổn thương người con gái yêu tôi một lần nữa. Đồng thời tôi cũng không muốn làm tổn thương vợ mình và con gái mình. Xin lỗi.
khóc đi. Khóc đi sẽ dễ chịu hơn. Xin lỗi. Em hiểu rồi. Nhẹ nhàng buông bỏ, không quan tâm đến anh nữa. Dáng điệu tươi cười ngày ấy đã không còn. Tình yêu giống như sự tồn tại trong suốt, che phủ, giống như không khí ở khắp mọi nơi, không né tránh được. Ai lại không rơi lệ, không suy đoán diễn biến tiếp theo. Ngày mai Bảo Phòng Thị Trường đăng bài Thanh Minh nhắc đến hành vi công kích đại diện của lực sĩ nhỏ. Cô Bunny ở trên mạng đưa ra cảnh cáo nặng, đồng thời giữ nguyên quyền truy tố các sự việc như là bị đặt làm tổn hại đến hình tượng và danh dự của cô Bunny, yêu cầu nhóm pháp vụ lập tức xử lý, dục đối phương xóa bình luận, đồng thời xin lỗi. Nếu không thì gửi thư yêu cầu luật sư. Đừng chờ đợi. Sau này nếu gặp khó khăn gì, tôi đều sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cô. Gọi là đến. Còn em nhìn thêm một lần nữa thôi. Là sẽ rời đi. Giang Đạt Lâm, mình đi đi. Xin lỗi nha. Tha thứ cho mình. Vì ngay cả dũng khí trực tiếp từ biệt cậu cũng không có. Đã vô số lần mình mơ thấy bản thân trở thành một phần của thành phố này. Vì điều này mình đã dốc hết sức. Nhưng bây giờ cuối cùng mình cũng hiểu, thành phố này chưa từng thuộc về mình. Bố em đi rồi. Bây giờ Bunny cũng đi rồi. Nói ra có lẽ người khác đều không tin, một người biết 8 loại ngôn ngữ như Bunny lại chưa từng ra nước ngoài. Cô ấy nên ra ngoài từ lâu rồi. Anh nói xem, có khi nào cô ấy sẽ không bao giờ về Thượng Hải nữa không? Không đâu. Có em ở đây, Bunny nhất định sẽ quay về. Bố em cũng quay về. Em thấy cô đơn quá. Cũng may là có anh.
Giám đốc Dĩ, anh muốn tôi làm gì? Cứ nói thẳng là được, không cần khách sáo vậy. Có mời tôi ăn sơn hào hải vị, đừng kén cá chọn canh. Nếu không phải tôi không còn là sếp của cậu nữa thì đến cái này cậu cũng đừng hòng. Vốn dĩ anh không phải, giám đốc Giang mới là sếp của tôi. Vừa rồi có phải công ty đã đổi một dàn máy tính, đã dùng quá 2 năm không? Chỗ máy tính đó có phải vẫn ở phòng quản lý thông tin không? Những máy tính được định dạng xong, mấy ngày nay đang được bán lại cho nhân viên nội bộ công ty. Có thể mua giúp tôi máy tính mà Thư Tình dùng không? Anh cần chiếc máy đó làm gì? Đừng hỏi nhiều, làm được không? Để tôi thử xem. Anh Tiểu Quân, đang bận à? Phải, nhiều ổ cứng như này không biết làm bao giờ mới xong nữa. Cậu đến làm gì? Tôi muốn lấy 2 chiếc máy tính chủ. Cậu muốn lấy làm gì? Thì tôi thu gom máy tính xịn mà. Siêu máy tính Galaxy số 12. Được, đợi tôi. Tôi sẽ chọn cho cậu. Anh làm cả ngày rồi. Uống ngụm nước, ra ngoài nghỉ ngơi đi. Những ổ cứng còn lại để tôi định dạng giúp anh. Cậu làm được không vậy? Được mà. Vậy được. Vừa hay tôi muốn đi vệ sinh, cậu làm giúp tôi nha. Ok. Thư Tình. Chính là cái này. Cậu làm gì vậy? Anh Tiểu Quân, em đã chọn được cái máy rồi. Tiền em sẽ chuyển sao cho anh nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Tất cả đều in ra rồi, toàn bộ ở đây. Chỉ có thế này, vậy mà còn ít sao? Máy tính của giám đốc Thư dùng lâu vậy rồi, tài liệu bị xóa liên tục, lại còn bị định dạng lại. Có lần này đã được lắm rồi. Thứ tôi muốn tìm cuối cùng cũng đã thấy. Thứ gì? Lại đây. Báo cáo tài vụ của ngân sách bằng khung. Trong máy tính của giám đốc Thư sao lại có cái này? Đừng hỏi nữa. Cậu tìm giúp tôi xem có tài liệu nào liên quan đến ngân sách bằng khung không? Giám đốc gì? Có một email được gửi đến từ trung tâm nhập cư Vinh Mỹ. Hình như là thông báo cho giám đốc Thư nói hộ chiếu Trung Quốc của con trai chị ta đã làm xong. Diên Túc. Diên Túc trả tiền. Tổng giám đốc của danh sĩ. Đừng hỏi nữa, tiếp tục kiểm tra đi. Giám đốc vậy, Lương Gia Quy là ai? Cái gì mà Lương Gia Quy? Anh xem cái này. Trong máy tính của giám đốc Thư có nhiều tin tức liên quan đến người này. Quan hệ giữa anh ta và nhà đất Chấn Bảo dường như rất thân thiết. Xin chào, anh là giám đốc vệ của công ty Dell. Phải, anh là... Anh Phùng của nhà đất Chấn Bảo, là tôi, xin chào. Chào anh, anh là bạn của giám đốc Triệu. Đúng vậy, giám đốc Triệu cũng đã nói qua với tôi. Có chuyện gì cứ nói với tôi. Vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề.
Anh biết Lương Văn Quy chứ? Mấy năm trước, nhà đất chứng bảo các anh mới thành lập nên tòa cao ốc Bảo Sơn, bỗng nhiên để xảy ra sự cố, khiến cho 6 người bị thương nhẹ, 2 người bị thương nặng. Sau khi điều tra, vấn đề xảy ra là chất lượng công trình, nhà thầu đã cắt giảm vật liệu. Khi đó, Văn Quy thân là kỹ sư giám sát công trình, bị nghi ngờ nhận hối lộ, cuối cùng sợ tội nên tự sát. Chuyện này anh biết chứ? Chuyện này cũng đã qua rồi. Văn Quy cũng đã chết, còn nhắc đến cũng đâu có ý nghĩa gì. Khi đó anh là giám đốc dự án nhà đất Chấn Bảo, thế nên có lẽ anh biết sự thật của câu chuyện. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến muộn, nhưng nó không vắng mặt mãi mãi. Nếu không sớm muộn cũng có người lương tâm bất an thôi. Anh nói xem, anh Phùng. Thực ra tôi rất thân với Lương Văn Quy. Khi mọi chuyện chưa xảy ra, anh ấy có đến tìm tôi, nói với tôi chất lượng công trình có vấn đề, mong chúng tôi ngừng thi công, tiến hành biện pháp cứu giãn. Tôi cũng đã báo cáo lên trên, nhưng không có ai để tay. Tại sao? Những năm đó thị trường nhà đất đang rất nổi, tất cả mọi công ty đều muốn dành thời gian thi công, dành tiến độ, hận là không thể xây tòa nhà đó lên trong vòng 3 tháng để mau bán đi. Vậy lời anh nói họ không nghe. Văn Quy là giám sát công trình, được bên thứ ba là công ty giám sát cử đến. Lời anh ta nói cũng nên nghe chứ. Vì muốn kiếm tiền, có rất nhiều lúc công ty giám sát chỉ là hình thức. Chính vì Văn Quy sống chết cũng không chịu ký tên lên bản báo cáo kiểm định, công ty giám sát đã cho anh ta nghỉ phép một thời gian dài. Anh ta bực tức nên đã bỏ nghề, rồi cũng đã đi rồi. Sao lại còn để xảy ra chuyện việc Lương Văn Quy nhận hối lộ? Chuyện đó quả thật tôi không biết. Khi xảy ra chuyện, tất cả chúng tôi rất hoang mang, không biết làm sao lại thành ra như vậy. Tôi nói thật với anh, Văn Quy tự sát, tôi rất đau lòng. Anh quen người này chứ? Tư Tình, vợ của Văn Quy. Câu hỏi cuối cùng. Khi đó sau khi xảy ra chuyện, công ty giải quyết khủng hoảng PR của nhà đất là thuộc bên nào? Chính là DL các anh. Có chuyện gì không ở công ty nói được sao? Nhất định phải đến đây sao? Tôi đã không còn là người của DL nữa. Đến công ty không thích hợp. Vẫn còn hận tôi đúng không? Tất nhiên rồi. Con người tôi rất là nhỏ mọn, nên đã hẹn cô ra bên hồ thì ắt là sẽ tìm cơ hội đẩy cô xuống. Có mấy vấn đề muốn hỏi cô. Năm đó khi cô sinh con ở Mỹ, tại sao tất cả mọi chi phí đều là do Diên Túc trả? Cô đến DL nhận được hai đơn hàng lớn nhất đều là giành được từ VIA danh sĩ. Tôi không tin đó là sự trùng hợp. Cô và Diên Túc có quan hệ gì? Cậu điều tra tôi. Cậu không biết như vậy là xâm phạm đời tư cá nhân sao? Vậy năm đó cô lấy trộm bản báo cáo tài vụ ngân sách bằng khuôn, có phải còn nghiêm trọng hơn cả xâm phạm đời tư không? Giang Diễn Bằng là do cô tố cáo đúng không? Tôi không chỉ biết quan hệ giữa cô và Giang Quy. Tôi còn biết 3 năm trước, cái chết của anh ta có ẩn tình. Cô đến DL chính là vì những chuyện đó đúng không? Vậy chứ, cậu sẽ không nhận được bất kỳ đáp án nào từ tôi đâu. Tư Tình, cô đợi đã. Cô đừng có nghĩ dại dột như vậy. Cô không muốn biết rốt cuộc vì sao chồng cô mà chết đúng không? Đây là vé máy bay đến Los Angeles.
Trong phong bì có một tấm thẻ ngân hàng Fubon, trong đó có 70.000 đô la. Giấy tờ tôi cũng đã làm hết cho cô. Cô hãy đến Los Angeles sinh đứa bé ra. Tại sao lại muốn giúp tôi? Cô hiện giờ đang mang hai mạng người. Tôi thấy cô rất đáng thương. Hơn nữa là Giang Huy cũng là bạn tôi. Tôi thấy cậu ấy chết thật oan ức. Tôi không muốn đi. Nếu tôi đã không chết được, tôi sẽ trả thù. Cô thật sự muốn trả thù, phải? Thế thì càng nên ra nước ngoài, sinh đứa bé ra. Đợi khi cô trở lại, tôi sẽ sắp đặt sẵn mọi chuyện. Nói tôi nghe, ai đã hại chết chồng tôi? Giang Diễn Bằng. Giám đốc Diên, phía cảnh sát đã nắm được lời khai làm chứng của Đàm Tân Khải cùng với chứng cứ nguồn vốn qua lại giữa các ông. Ông nên biết nó có hậu quả như thế nào. Nếu như ông không thể đưa ra chứng cứ mới có lợi cho các ông, thì ông nên nghĩ đến việc tự thú. Hôm nay nhất định phải nói cho rõ, 3.000 vạn đó rốt cuộc đã đi đâu. 3.000 vạn đó tôi đã đầu tư cho một công ty tên Trí Tấn. Trong tay ông không phải đang cầm tất cả, trong đó đều có cả. Bớt lừa tôi đi. Tôi điều tra cả rồi. Đó vốn là công ty trá hình. Nghe tôi nói đã. Phải. Công ty Trí Tấn trước mắt là công ty trá hình. Không sai. Nhưng ông cũng đừng quên là đằng sau nó là tập đoàn Hồng Thanh Hồng Kông. Không đến nửa năm, tập đoàn Hồng Thanh sẽ mua lại công ty Trí Tấn. Đến khi đó, 3.000 vạn chúng ta đầu tư vào sẽ là cổ phần ban đầu. Chỉ cần lên sàn sẽ tăng gấp 10 lần. Ông có vẻ rất thích mạo hiểm, tôi biết. Ông vẫn luôn nhấn mạnh ngân sách bằng khuôn chúng ta phải làm cho những khoản đầu tư. Nhưng chúng ta cũng cần phải chăm nom đến lợi ích các cổ đông nữa. Người ta đầu tư tiền cho chúng ta không phải là muốn tiền lại sinh tiền sao? Tập đoàn Hồng Thanh đáng tin đến vậy à? Lỡ như xảy ra vấn đề, ai chịu trách nhiệm? Không thể nào. Nếu nói đến PR, đúng là tôi không bằng ông. Nhưng nếu nói đến đầu tư, tôi mạnh hơn ông nhiều đấy. Bao nhiêu năm nay, ông đã thấy tôi chịu thiệt thòi bao giờ chưa? Chị Thư, đây là thứ chị cần. Cảm ơn. Đỗ Thiếu Cung, cẩn tắc vô ái nấy. Giang Diễn Bằng, ông hãy cứ an tâm về mọi chuyện đi. Chủ tịch, sao cô lại ở đây? Chủ tịch Giang, tôi có văn kiện cần ông ký tên. Tôi thấy chỗ này lộn xộn quá nên thu lại giùm ông. Để đó, để tôi tự làm. Ông xem. Cảm ơn.